Vâng, xin chào mừng bà con đến kênh Quốc Vlog của anh em. Hôm nay là thứ sáu ngày 12 tháng 5 năm 2023. Đó, ngày này em có về được 4 con, thì trong đó có một con nghe cái 3B F2, tại con này cũng màu trắng này bà con. Đó, với lại là một con nghe đực 3B F2 bông, với lại một con đực 3B nhỏ màu đen. Đó, với lại là một con nghe cái Redman siêu phẩm. Đó, thì rồi về hết 4 con. Đó, giờ em quay trước cái con 3B F2 này cho bà con xem. Đó, con này thì bây giờ thì hiện tại thịt của nó là 18.500 nha bà con. Đó, một tà mốt thịt cào đó. Thì bây giờ em bán gác cào là 500 ngàn, đó là lấy 19 triệu. Đó, 3B F2. Bà con có nhu cầu mua về nuôi sinh sản thì nuôi. Đó, con này nói chung bộ đĩa nó cũng to mà xương đầu nó cũng hở. Đó, cao dài. Đó, con này nó cao khoảng 1m2. Đó, bà con có nhu cầu thì mua thì liên hệ với em. Đó, còn không mua thì mai em cho nó lên đường về lò. Đó. Giá 19 triệu. Còn 3B F2 này. Siêu phẩm này. Ui, đít nó phải mờ. Đó, cao dài. Đó. 3B F2 nha bà con, mẹ 3B đĩa luôn. Đó, chân cảnh nó to. Đọc bò. Đó. Siêu phẩm nghe cái 3B. Đó. Đẹp gơ mà. Ua trời, vậy mà dài. Con này ra thịt là phải biết nha bà con. Rồi, tiếp theo một con 3B F2 nha bà con. Đó, con này cũng mẹ 3B đĩa luôn. Đó, con này bông đầy ngừ luôn. Con này nó cao đúng 1m bò. Đó. Dài đuôi đồ tốt, cao dài. Đó, con này với con đen kia nữa, xíu luôn quay con đen này cho bà con xem. Đó, con đen kia nữa thì hai con này mình bán đồng giá một kẹp luôn. Đó. Hàng 3B. Đó, mông đuôi đồ cũng tốt, dài đuôi hở. Đó, thì con nghe được 3B đây, em báo giá công khai luôn. Đó là 18 triệu. Đó, 3B bông. Đó, siêu phẩm không bà con. Đẹp, dày dặn, cao dài, dài đuôi tốt. Đó, giá 18 triệu. Đó, bà con nhìn kỹ video. Đó, thì ngày em vượt có 4 con thôi bà con. Rồi, tiếp theo bà con, một con 3B đen. Đó, con này là cao hơn con kia, dài hơn. Đó là con này cao 1m1. Đó, con này thì giá 18.500. Đó, con này nếu bà con bắt nguyên một kẹp thì mình bớt cho 500.000 nha bà con. Đó, còn nếu bắt một con thì con này giá 18 nem, con bông em giá 18 triệu. Đó, đi chai con nào cũng tốt hết. Canh đùi canh dài hết nha mọi con. Đó. Rồi, tiếp theo một cái siêu phẩm nha mọi con. Đó, cái cái Redman. Mình phối. Đó, đẹp một màu chi tích đồ nghiêm chỉnh hết. Đó. Con này thì em mới về ông anh ở trên công tâm anh chốt mất rồi nha mọi con. Đó. Con này thì anh gửi lại tới 8 bữa nữa em mới chờ đi. Cả một lần hơn một tuần luôn rồi. Đó, siêu phẩm nghe gai thích man. Đó, con này thì em chốt trong anh trên công tâm mất rồi. Đó, thì nói chung là chọn diện ngày nay chỉ về được có 4 con thôi bà con. Đó, thì bà con có nhu cầu mua con nào thì cứ xem hết video đó. Còn em còn lại 3 con, một con nghe cái 3B F2 với lại hai con được 3B đó. Thì bà con có nhu cầu bắt con nào thì cứ liên hệ với em. Đó, còn con này thì em chốt về công tâm rồi. Đó, em chuẩn bị có chuyến đi về Chư Bờ Rông Thanh Bình nha bà con, với lại là chuyến đi công tâm. Đó, bà con có nhu cầu bắt con nào thì cứ liên hệ với em. Rồi, nói chung chúc bà con một buổi tối vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Em bà con trong những video tiếp theo. Đó, rồi, bye bà con.